Audi trân trọng kính chào quý khách. Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương. Xin được gửi lời chào tới toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc. Chào mừng toàn thể anh em quay trở lại với video ngày hôm nay của Dũng Audi. Như thường lệ, Dũng sẽ lại lên sóng để review và báo giá tới toàn thể anh em những đầu xe phong phú, đa dạng và chất lượng đang được trưng bày và giao bán tại chợ ô tô số 1 Hải Dương của chúng tôi. Trước mắt toàn thể anh chị em đang là Hyundai Tucson, xe nhập khẩu đời 2011, được trang bị động cơ 2.0 hai cầu. Chiếc xe này hiện tại đang được trưng bày và giao bán tại chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá tiền 485 triệu đồng. Xin mời toàn thể anh em chúng ta cùng dạo qua một vòng, chiêm ngưỡng toàn bộ những chi tiết bên ngoài, tổng thành, form dáng, ngoại thất và màu sơn của Tucson đời 2011 màu đen. Đây là một chiếc xe hai cầu điện, và chỉ với 485 triệu đồng thôi, anh chị em cũng sở hữu cho mình và gia đình một chiếc xe, và một dòng xe SUV gầm cao, máy thoáng, rất đẹp. Toàn bộ những chi tiết bên ngoài đều còn rất mới, thân gầm chắc chắn, form dáng còn đẹp, màu sơn còn mới. Chi tiết bên ngoài đều được ốp mạ chrome rồi, trông rất khỏe khoắn. Sau khi dạo qua một vòng để cùng chiêm ngưỡng toàn bộ những chi tiết bên ngoài, cũng như cùng theo dõi toàn bộ những chi tiết về tổng thành, form dáng, ngoại thất, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với từng chi tiết được trang bị trên chiếc Tucson đời 2011. Toàn bộ những chi tiết như logo, mặt ca lăng, mặt đèn pha, mặt đèn gầm đều được ốp mạ chrome sáng bóng anh chị em nhé. Xe được trang bị cảm biến trước sau, cảm biến quanh xe. Đây ạ, cảm biến trước sau, cảm biến quanh xe. Toàn bộ những chi tiết bên ngoài đều ốp mạ chrome. La răng của xe là la răng đúc, phanh là phanh ABS, chống bó cứng phanh. Xi nhan tích hợp trên gương, giải đèn LED trang trí. Tay nắm cửa tích hợp chìa khóa thông minh, và chìa khóa thông minh smart key. Tay nắm cửa mạ chrome, ốp viền mạ chrome. Xe có bậc lên xuống, có cầu lên xuống, tạo cảm giác khỏe khoắn cho xe, lên xuống thuận tiện dễ dàng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào bên trong để theo dõi xem xe Tucson 2011 được trang bị những gì. Đầu tiên ạ, hệ thống gương kính chỉnh điện, gương kính chỉnh điện cụp điện, ghế chỉnh điện, có 3 chế độ chỉnh ghế. Bàn phím tích hợp trên vô lăng, và cân bằng điện tử, chống trơn điện tử và đèn chiếu xa gần nhiều chế độ. Mặt táp lô màu đen, những chi tiết nhựa màu đen. Táp ly thì cũng màu đen, nhưng mà đã có những chi tiết được bọc da rồi, bọc da màu đen rồi. Đó. Bên trong ghế da màu đen, xe được mọc áo ghế. Đấy, có áo ghế bên ngoài. Ghế da màu đen êm ái và mềm mại. Trần xe được bọc nỉ nguyên bản. Xe có cửa sổ nóc điều chỉnh điện. Đây là cửa sổ nóc của xe. Cửa sổ nóc điều chỉnh điện. Về phần tính năng và trang thiết bị bên trong của xe được bao gồm những gì? Đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, đầu DVD theo xe, màn hình cảm ứng tích hợp camera lùi, khởi động thông minh, đề nổ start stop, hệ thống điều hòa tự động. Ở phía dưới của xe là có hệ thống cổng sạc 12V, cổng iPod, AUX, cổng USB và hộp số tự động zig zag. Động cơ của xe là 2.0 hai cầu. Giá tiền của chiếc xe này là 485 triệu đồng. Bây giờ thì sau khi đã cùng kiểm tra những chi tiết và những trang thiết bị trong xe, chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra những chi tiết như đai ốc và phần keo chỉ ở bốn cánh, phần nắp sau cốp cũng như là phần nắp capo, phần động cơ. Đầu tiên chúng ta kiểm tra những chi tiết như đai ốc ở phần cửa trên của cánh lái đấy ạ. Đai ốc còn nguyên zin. Toàn bộ những chi tiết đai ốc đều có nguyên bản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra tới những chi tiết như keo chỉ. Toàn bộ những chi tiết keo chỉ của xe đều còn rất đẹp. Một đường thẳng tắp từ đầu tới cuối. Phần keo bên trên bám dính và ăn khít, độ đàn hồi còn rất tốt và không bị mối mọt đứt gãy. Bên trong này cũng vậy. Toàn bộ những chi tiết như phần keo của xe đều còn rất sáng bóng, rất đẹp.
cánh đầu tiên, mọi chi tiết đều còn nguyên zin từ đai ốc cho tới keo chỉ. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra cánh phía sau của cánh lái. Mọi chi tiết đai ốc đều còn nguyên bản. Phần chỉ của xe mịn màng và ăn khít từ đầu tới cuối, một đường thẳng tắp. Phần keo bên trên đã, độ đàn hồi còn rất tốt, bám dính còn tốt. Toàn bộ những chi tiết phía sau của xe, vợ ngoại thất, nội thất, ghế da đều còn rất đẹp. Tiếng đóng mở cửa nghe rất êm tai. La răng đúc phanh ABS. Ở phía sau của xe được trang bị cảm biến sau xe, 4 mắt cảm biến, cũng như là được trang bị tích hợp camera lùi. Đây là camera lùi của xe. Camera lùi cảm biến sau xe. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra tới phần cốp của xe ạ. Phần cốp thì cũng rất là rộng rãi, chứa được nhiều đồ anh chị em nhé. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra những chi tiết về phần phụ kiện theo xe bao gồm những gì. Đây, lót cao su, nỉ bảo vệ, tất cả đều còn nguyên bản. Đây là toàn bộ những chi tiết về phần phụ kiện theo xe, bao gồm có lốp sơ cua, thiết bị nâng hạ, phụ tùng cứu trợ khi xe gặp tình huống khẩn cấp. Nhìn qua ở đây chúng ta thấy được rằng là phần thân gầm của xe vẫn còn rất là chắc chắn và cứng cáp, chắc chắn, không bị mối mọt, còn rất đẹp. Kế đến chúng ta sẽ cùng kiểm tra những chi tiết như đai ốc và phần keo chỉ ở phía sau cốp. Đây là toàn bộ những chi tiết về phần đai ốc. Đai ốc đều còn nguyên bản. Phần chỉ của xe bên trong cũng mịn màng và thẳng tắp ạ. Đây ạ. Toàn bộ những chi tiết về phần chỉ xe ở phía sau cốp đều còn rất đẹp. Đều còn rất đẹp ạ. Tiếp đó chúng ta sẽ cùng kiểm tra những chi tiết như là phần keo ở bên máng nước. Đây ạ. Những chi tiết này độ bám dính của nó còn rất tốt, độ đàn hồi còn rất tốt. Chính vì thế nước mưa nó sẽ chảy thành dòng, nó chảy như thành dòng ra ngoài chứ nó không chảy thấm vào trong cốp anh chị em nhé. Đây ạ. Toàn bộ những chi tiết phần keo đều còn rất đẹp luôn. Rất cứng cáp. Toàn bộ chi tiết ở phần keo chỉ phía sau đều còn rất đẹp ạ. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra sang phần cánh phụ. Đây là phần cửa sau của cánh phụ. Những chi tiết như đai ốc đều còn nguyên bản. Kế đến chúng ta sẽ cùng kiểm tra phần chỉ của xe. Chỉ rất đẹp luôn ạ. Phần keo bên trên đây, độ đàn hồi còn rất tốt, bám dính còn rất tốt. Và phần cánh cuối cùng, đó là phần cửa trên của cánh phụ. Đai ốc nguyên bản. Phần chỉ xe. Rất đẹp ạ. Chúng ta đã cùng đi kiểm tra 4 cánh. Phần nắp sau cốp. Toàn bộ những chi tiết như là phần keo chỉ và phần đai ốc đều còn rất mới và đẹp, nguyên bản. Bây giờ còn phần cuối cùng chúng ta sẽ kiểm tra, đó chính là phần nắp capo cũng như phần động cơ của xe. Anh chị em thân mến, đây là toàn bộ những chi tiết ở bên trong phần nắp capo cũng như phần động cơ. Như thường lệ chúng ta vẫn sẽ đi kiểm tra từng phần một. Đầu tiên vẫn sẽ là đai ốc. Đai ốc nguyên bản chưa bung mở. Phần chỉ của xe. Thẳng tắp từ đầu tới cuối luôn ạ. Đai ốc, keo chỉ đều còn nguyên zin. Chúng ta cùng kiểm tra những chi tiết về phần đai ốc của tai xe. Ụ giảm sóc. Phần càng sắt xi, phần thân rằng.
toàn bộ chi tiết đai ốc đều có nguyên bản nữa. Đai ốc còn zin. Đây là phần động cơ của xe, động cơ 2.0. Ốc máy tất cả mọi thứ đấy ạ. Còn rất đẹp luôn. Gioăng phớt tất cả mọi thứ còn nguyên bảo vệ. Không có hiện tượng da dầu chảy dầu. Bảo vệ lớp điện bên ngoài đấy ạ, phào còn tươi. Băng dính điện tất cả mọi thứ còn rất mới. Lớp điện bảo vệ an toàn. Ắc quy còn mới ạ, toàn bộ những chi tiết bên trong khoang động cơ khô thoáng và sạch sẽ. Rất đẹp ạ. Anh chị em thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng dạo qua một vòng, chiêm ngưỡng toàn bộ những chi tiết bên ngoài, tổng thành form dáng và màu sơn, cũng như cùng tiến vào bên trong theo dõi phần nội thất và những trang thiết bị được lắp đặt trên Tucson 2011. Chúng ta có thể đi đến một kết luận rằng đây là một chiếc xe được chủ nhân rất giữ gìn, xe còn rất chất lượng, toàn bộ những chi tiết như đai ốc và keo chỉ đều còn nguyên zin. Anh chị em nếu yêu thích chiếc xe này, có thể xem xe, lái thử xe và trải nghiệm trực tiếp tại địa chỉ Lô 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Anh chị em ở xa có thể liên hệ trực tiếp với Dung Audi qua số hotline hoặc Zalo 0855 966 966. Cần bất cứ thông tin gì, Dung Audi sẽ có những tư vấn cụ thể, giải đáp mọi nhu cầu và thắc mắc của tất cả các anh em. Anh em đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi Dung Audi lên sóng trong 20 giờ hàng ngày. Buổi trưa từ 11 giờ cho tới 12 giờ, buổi tối từ 20 giờ cho tới 21 giờ. Dung Audi xin được cảm ơn mọi tình cảm ủng hộ của tất cả các anh em đã dành cho Dung Audi trong suốt những năm tháng vừa qua. Video ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em trong những video tiếp theo. Dung Audi trân trọng kính chào quý khách.